Khi Guando chuyển sinh thành con người, trong lúc nóng lòng muốn cứu Berenna, chàng đã vô tình bộc phát ra sức mạnh của thần chết. Điều đó khiến con quỷ phát giác và lập tức tìm đến chàng. May mắn nhờ Dominic nhanh trí đến cứu giúp kịp thời, nên chàng tạm thời thoát nạn. Con quỷ tấn công Guando chỉ lấy được một mảnh vải dính máu. Nó đành phải đem mảnh vải ấy quay về báo cáo với quỷ dương. Hắn ta run rẩy lo sợ rằng quỷ dương sẽ trị tội mình. Được lắm, ngươi đã lập được công rồi. Đại dương, ý người là... Tên Dominic quá khôn ngoan. Khi Guando còn là thần chết, hắn luôn theo dõi và bảo vệ nó. Khi biết mình chẳng thể theo sát mãi Guando, hắn liền để con mình chuyển sinh thành người. Mục đích là che giấu đi sức mạnh, khiến ta không thể nào tìm ra được. Ta vẫn giữ lại Iris, chỉ muốn thao túng và lợi dụng nàng ta, để nàng ta lừa Guando đến đây. Nhưng ý chí của nàng ta rất kiên định, ta không thể nào thực hiện được. Tại sao người không lấy Iris để uy hiếp bắt Dominic đổi lấy Guando? Người đúng là ngu ngốc. Năm xưa nàng ta dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Guando. Nếu giờ ta lấy nàng ấy ra để uy hiếp, nàng ta sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra. Chẳng phải ta mất chi lẫn chài sao? Vậy ngài định làm gì với mảnh vải này? Tên quỷ dương không đáp lại, chỉ cầm lấy mảnh vải rồi rời đi. Trong phòng giam nhỏ, bóng dáng của một tiên qua đang ngồi giữa một rừng qua thơm ngát. Ngươi có thôi ngay việc tạo ra qua hay không? Ngục tù của ta sắp bị ngươi biến thành thung lũng qua rồi. Đáp lại câu nói đáp lại câu nói của quỷ dương chỉ là sự im lặng. Hôm nay ta đến đây để báo cho ngươi biết một tin. Guando, con trai yêu quý của ngươi, đã nằm trong tay ta rồi. Thấy Iris vẫn không thèm để tâm đến mình, tên quỷ dương liền giúp mảnh vải đến bên cạnh Iris. Từ vết máu trên mảnh vải, Iris có thể cảm nhận được hai nguồn sức mạnh của tiên qua và thần chết. Người nói dối, đừng hòng gạt được ta. Tuy Iris vẫn cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong tâm thức nàng, trong khoảnh khắc đã có chút dao động. Con quỷ lập tức cảm nhận được điều đó, liền nắm lấy cơ hội. Thế là đúng như kế hoạch của quỷ dương, cuối cùng Iris cũng lừa được Guando đến vùng đất của quỷ. Tên quỷ dương lại gần Guando, hắn bắt đầu hút lấy sức mạnh từ người của Guando. Bất ngờ, Guando một đòn đánh bay tên quỷ dương. Tại sao ngươi lại mạnh như vậy chứ? Bởi vì ta không phải là Guando. Dominic, sao lại là ngươi? Ngươi cũng thật kiên nhẫn, giam cầm Iris đến tận bây giờ chỉ để đợi thời cơ để thao túng nàng ấy. Ngươi đã nhận ra từ khi nào? Từ khi Iris bảo ta làm hại Alanthe. Đó là người em Iris yêu thương nhất, nên chẳng bao giờ có chuyện Iris muốn làm hại nàng ấy. Sau khi nghe thấy Iris muốn kết liễu Iolante, sau khi nghe thấy Iris muốn kết liễu Iolante, Dominic cảm thấy có điều không đúng, nên đã nhanh trí tìm cách qua mặt nàng tạm thời. Thật may quá, ta đã không tính sai thời gian. Nàng không sao chứ? Chậm một chút nữa là ta đã bị lưỡi hái hấp thụ hoàn toàn rồi. Xin lỗi nàng, ta cảm thấy Iris có gì đó rất lạ. Để qua mặt nàng ấy, ta chỉ còn cách đó. Ta cũng cảm thấy như ngài. Guando bị chia cắt với Iris từ khi còn rất nhỏ, nhưng chẳng cần nói, chị đã biết được đó chính là con mình. Lúc chị Iris nằng nặc muốn đưa Guando ra ngoài, ta cảm thấy nghi ngờ, cho nên đã âm thầm theo dõi. Không ngờ chị ấy lại tấn công Guando. Ta đoán Iris đã bị quỷ khống chế. Nếu ta hành động sai sót, rất dễ khiến cho con quỷ quay lại hãm hại nàng ấy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ta có cách này. Loài quỷ rất thích thả hê trên nỗi đau của người khác, nên chắc chắn ngươi sẽ giải trừ thao túng để Iris chứng kiến cảnh con trai mình bị hại. Dominic, ngươi thật rảnh mảnh. Hôm nay ta sẽ không để một ai thoát ra khỏi đây. Các ngươi bắt lấy chúng. Ha!
Dominic cùng Iris cố gắng chống trả để chạy thoát. Dominic cùng Iris cố gắng chống trả để chạy thoát. Từ bên ngoài, Wando cùng Yolande cùng tấn công vào, mở đường giúp cho Dominic cùng Iris thoát ra ngoài. Một lúc sau, họ cũng đã thoát ra khỏi vùng đất của quỷ. Bất ngờ, một vị thần xuất hiện trước mặt bọn quỷ. Quỷ Dương, ở đây đã chẳng còn là lãnh địa của ngươi. Hãy mau quay về, nếu không đừng trách ta. Cảm thấy không thể làm được gì, Quỷ Dương đành hậm hực quay về. Các vị thần mạnh như vậy, tại sao chúng ta không tiêu diệt hoàn toàn bọn quỷ để chúng không thể làm hại ai được nữa? Quỷ được sinh ra từ tâm hồn đen tối của con người, chúng không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn được. Nếu chúng ta nhất định tiêu diệt chúng, sẽ khiến cho trời đất đảo lộn, con người lầm than. Điều chúng ta có thể làm là khiến chúng không quá lớn mạnh thôi. Iris, Iolante, ta mừng vì hai con vẫn an toàn. Con xin lỗi người, vì con không nghe lời mới khiến cho mọi chuyện xảy ra như vậy. Luật lệ cấm tiền và thần chết yêu nhau cũng chỉ để bảo vệ cho các con. Qua chuyện vừa rồi, các con cũng đã học được một bài học cho riêng mình. Chúng con cũng đã nhận ra lỗi của mình. Bây giờ trách phạt thế nào, con cũng xin chấp nhận à. Hiện giờ Wando cũng đã đủ mạnh để tự bảo vệ lấy mình. Con có thể tiếp tục sống như con người, bên cạnh người con yêu thương. Miễn là không được để bất kỳ ai biết về thân phận thật sự của mình. À, thưa dân, con đã nhớ rồi. Con xin cảm ơn người. Iris cũng có thể về vùng đất tử thần với Dominic. Còn về Iolante... Khi nghe đến tên mình, nàng có chút chạnh lòng. Vì nàng biết bản thân mình đã hát quá một phần, khó lòng để các thần có thể chấp nhận được cho nàng quay trở về. Vì con đã dùng sức mạnh hát ám nên ta không thể chấp nhận để con quay trở về được. Nhưng nếu con chịu chấp nhận từ bỏ sức mạnh hát ám ấy, trở lại như trước kia, thì ta vẫn chào đón con. Thật không ạ? Nhưng làm cách nào? Ta sẽ giúp con, chỉ là con sẽ phải chịu đau đớn một chút. Chỉ cần được trở về cùng với mọi người, con sẵn sàng chấp nhận. Thế là sau khi trải qua được chặng đường đầy gian nan thử thách, mọi người đều đã có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu thương. Hả?